nằm tại phường 4 thuộc phía tây nam thành phố, ngay gần trung tâm thành phố Đà Lạt. Le Paradis Chez Đà Lạt là một trong những dự án hiếm hoi có vị trí vừa nằm trọn vẹn trong bầu không khí của một Đà Lạt mùa sương, lại vừa dễ dàng di chuyển đến các địa điểm nổi tiếng của Đà Lạt như Hồ Xuân Hương, Phố Đêm Đà Lạt, Thung Lũng Tình Yêu, Sân Gôn Đội Cù, Đà Lạt Palace World Cup. Với quy mô lên đến 37,5 ha gồm các biệt thự, trung tâm thương mại dịch vụ, giáo dục, dự án Le Paradis Chez Đà Lạt gồm 3 ngôi làng Gót Vi Cuisine. Sài Gòn Lê Vũ hướng tới phát triển một không gian đô thị tận dụng tối đa điều kiện địa hình tự nhiên và khí hậu hòa lẫn với đồi núi xanh tươi, đáp ứng yêu cầu của một nơi nghỉ dưỡng dành cho những ai muốn tìm đến sự yên tĩnh, cân bằng niềm vui trong cuộc sống. Dự án Le Paradis Chez Đà Lạt hiện đang trong quá trình thi công, xây dựng, từng bước hiện thực hóa ý tưởng kiến trúc và quy hoạch, kế thừa tinh thần nguyên bản của một đô thị xanh tươi ôn hòa và ấn tượng bậc nhất Đông Dương, đồng thời nâng tầm thương hiệu H trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.